Hôm nay mời các bạn cùng XTV điểm qua loạt tin update. Cận cảnh di chứng kinh hoàng của Faker. Tổng quan đấu trường chân lý mùa 13. Lộ diện dàn skin auto win được tuyển thủ tin dùng. Các tuyển thủ hàng đầu thế giới thích dùng skin gì tại chung kết thế giới 2024? Nếu không tính trường hợp đặc biệt như Faker, hầu hết tuyển thủ đều rất yêu thích việc dùng skin trong rank hoặc giải đấu. Một phần vì các skin này đẹp mắt, phần vì chúng đem lại hiệu ứng mượt mà, giúp người chơi phô diễn kỹ năng. Chung kết thế giới 2024 cũng không ngoại lệ. Mới đây, một game thủ đã thống kê toàn bộ các skin được ưa chuộng nhất. Sau đây là danh sách 12 skin được dùng nhiều nhất chung kết thế giới 2024. Rumble, siêu nhân thiên hà, 34 lần, 19 thắng. Rel cao bồi, 30 lần, 13 thắng. Invictus Gaming Kai'Sa, 29 lần, 16 thắng. Jax thần trượng, 25 lần, 12 thắng. Sejuani kỵ sĩ Poro, 23 lần, 13 thắng. Ezreal tiền đạo, 20 lần, 10 thắng. Vi siêu phẩm, 19 lần, 11 thắng. Rel nữ thần chiến binh, 17 lần, 7 thắng. Aurora thỏ chuyên viên, 17 lần, 11 thắng. Ashe siêu phẩm, 17 lần, 11 thắng. Cassante bóng ma hỏa ảnh, 17 lần, 9 thắng. Ahri chiêu hồn thiên hồ, 17 lần, 9 thắng. Trong danh sách này, Rumble siêu nhân thiên hà là skin được chọn nhiều nhất trong số các tướng nói chung và Rumble nói riêng. Bởi tại chung kết thế giới 2024, 100% tuyển thủ chơi Rumble ở 34 trên 34 ván đều chọn skin này. Ngoài ra, người thống kê cũng hé lộ thêm danh sách skin mà đương kim vô địch thế giới T1 đã dùng ở giải lần này. Zeus đã dùng Jax thần trượng và phục hận, Rumble siêu nhân thiên hà, Na khủng long con, Gragas đặc vụ bắc cực, Camille tiên hắc ám, Maokai đội mù, On thần sấm. Owner dùng ngộ không dung nham, Vi siêu phẩm, Scanner cô máy chiến đấu, Sejuani kỵ sĩ Poro, Xin Zhao pháo hoa và toán cướp hắc ám, Poppy tiệm trà ngọt ngào, Kindred lửa bóng tối, Nocturne hồn ma. Umayushi dùng Ashe thạch anh và cao bồi, Draven đoạt mệnh, Kalista toán cướp hắc ám, Jhin vũ trụ hắc ám, Caitlyn Arcane, Saya hoàng hôn vũ trụ, Varus đặc vụ bắc cực. Kharia dùng Rakan bình minh vũ trụ, Renata gia đình ma ám, Nico mùa đông kỳ diệu, Leona học viện chiến binh hàng hiệu, Pai bóng ma hòa ảnh, Brom ông già tuyết, Poppy tiệm trà ngọt ngào. Còn đương nhiên, Faker chỉ xài skin mặc định rồi. Bức ảnh cận cảnh di chứng kinh hoàng từ chấn thương cổ tay của Faker. Khi chung kết thế giới 2024 khép lại, T1 một lần nữa bước lên đỉnh thế giới, tiếp tục giúp Faker trở nên vĩ đại hơn với chức vô địch thế giới thứ 5. Sau hơn một thập kỷ chiến đấu, chàng trai 28 tuổi ấy không chỉ là tuyển thủ lão làng, mà còn là biểu tượng không thể thay thế của cả tựa game. Thế nhưng, chiến thắng không đến dễ dàng, và nếu nhìn vào bức ảnh cổ tay Faker, bạn sẽ thấy cái giá đằng sau vinh quang. Mới đây, cộng đồng không khỏi sốc khi thấy hình ảnh cổ tay của anh nổi rõ từng khớp gồ ghề, phần trên nhô lên, biến dạng đáng kể, kết quả của hàng nghìn giờ tập luyện không ngừng. Nếu từng nghe qua chấn thương của The Shy và ca phẫu thuật của anh ấy, thì chấn thương của Faker cũng nghiêm trọng không kém. Nhưng khác ở chỗ, Faker vẫn đang tiếp tục chiến đấu mà chưa từng rời sân để điều trị triệt để. Nhìn vào đó ta mới hiểu rằng Faker đã hy sinh nhiều thế nào, đánh đổi cả sức khỏe và thể lực để đứng vững trên đỉnh cao. Sự nghiệp Faker dù rực rỡ nhưng chưa bao giờ bằng phẳng. Ngay khi ra mắt, anh đã lập tức khẳng định tên tuổi bằng chức vô địch thế giới đầu tiên. Nhưng rồi, anh cũng có lúc gục ngã, thậm chí phải ngồi dự bị. Tưởng như đó là dấu chấm hết, nhưng rồi T1 quyết định đặt mọi niềm tin vào anh. Và thế là Faker lại đứng dậy, nỗ lực chiến đấu để một lần nữa chói sáng. Đáng nói là khác với nhiều tuyển thủ giải nghệ vì chấn thương hoặc chọn chuyển sang công việc khác thoải mái hơn, Faker vẫn ở lại, bám trụ vì niềm đam mê chưa bao giờ tắt. Với anh, liên minh không chỉ là công việc, mà đó là nơi anh thực sự thuộc về, bất chấp mọi đau đớn. Sau tất cả, Faker vẫn luôn giữ được một điều quan trọng nhất, đó là tình yêu dành cho liên minh.
Bá chủ LPL một thời theo đuổi cả Bin lẫn Chovy nhưng lại thành trò hề. Chung kết thế giới 2024 có thể xem là một giải đấu thất bại của khu vực LPL khi họ không thể giành được chức vô địch danh giá, dù mang tới đội hình được cho là rất mạnh. Điều này được xem như giọt nước tràn ly khiến rất nhiều đội hướng tới việc thay máu để cạnh tranh tốt hơn trong mùa sau. Thêm việc các ngôi sao sáng của Liên minh thế giới như Bin hay Chovy sắp đáo hạn hợp đồng, thì sự cạnh tranh giữa các đội đã nóng dần lên ngay từ khi mùa mới chưa bắt đầu. Mới đây, thêm một cái tên từng rất đình đám, cựu vương thế giới Edward Gaming cũng gia nhập cuộc đua tới chữ ký của cả Bin lẫn Chovy. Theo cựu huấn luyện viên đội trẻ Edward Gaming Lao Yue, đội đang lên kế hoạch mua hai ngôi sao này. Hơn nữa, Edward cũng được hé lộ là đang theo đuổi Pace trong bối cảnh Genji muốn mang trở lại Ruler. Với vị trí hỗ trợ, Edward Gaming hướng tới việc đưa về một ngôi sao nữa, chính là Meiko. Ngay sau khi tin này được chia sẻ, nó đã trở thành chủ đề bàn tán. Tuy nhiên, cộng đồng cho rằng đây là kế hoạch quá viển vông. Lý do là bản thân Edward Gaming cũng gặp không ít khó khăn tài chính và phải bán đi rất nhiều tuyển thủ chất lượng, nên việc chiêu mộ các siêu sao như Bin hay Chovy gần như là không thể. Một người mỉa mai, Edward Gaming phải may mắn lắm mới có thể đem Meiko trở lại. Đừng mong chờ gì ở những người khác. Một game thủ cũng đồng tình. Họ đang nằm mơ đấy à? Chẳng phải JJ đã tháo chạy chỉ với 50 tệ hay sao? Trong quá khứ, Edward Gaming từng được xem là bá chủ LPL với nhiều chức vô địch quốc nội. Thậm chí còn là đội LPL đầu tiên vô địch một giải quốc tế của Riot với danh hiệu MSI 2015. Tuy nhiên, sau khi các ngôi sao như Scout, Viper và gần nhất là Meiko lũ lượt rời đi, Edward lao dốc không phanh và đánh mất vị thế. Thậm chí, LPL mùa hè vừa qua, đội còn thi đấu tệ tới mức không vào được playoffs. Rất có thể, thất bại ê chề này đã khiến ban lãnh đạo thức tỉnh và vạch ra một kế hoạch chuyển nhượng như trên. Tuy nhiên, vị thế cũng như tiềm lực của Edward Gaming hiện đã rất khác so với 3 năm trước, nên việc họ có thể chiêu mộ được các siêu sao dạng Bin hay Chovy gần như là bất khả thi. The Shy và Rookie trở lại mái nhà xưa. Theo cập nhật từ OBGG, The Shy và Rookie đã trở thành người chơi đường trên và đường giữa của Invictus Gaming trước thềm LPL 2025. Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng tin này đã được cộng đồng xứ Trung chia sẻ nhiều. Theo đó, Invictus Gaming muốn xây dựng lại đội hình từng lên ngôi vô địch thế giới 2018 với The Shy và Rookie là hai trụ cột. Được biết, IG đã có thêm sự đầu tư lớn, thậm chí sẵn sàng đổi chủ. Vì thế, đội muốn tìm lại hào quang bằng cách chiêu mộ người cũ. Tất nhiên, IG không thể tập hợp toàn bộ đội hình khi Jackie Love vẫn còn hợp đồng với Top Esports, trong khi Ninh và Bảo Lan đang bận thi đấu cúp người già và chưa có ý định trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với sự góp mặt của The Shy và Rookie, IG chắc chắn sẽ thu hút được nhiều tuyển thủ chất lượng ở các vị trí còn lại. Thiên, Chia Chia hay thậm chí Kanavi đã được nhắm đến cho khu rừng, trong khi vị trí xạ thủ và hỗ trợ cũng có nhiều lựa chọn. Trong bối cảnh các đội LPL đang có nhiều biến động, thị trường chuyển nhượng dự kiến sẽ tiếp tục rất hấp dẫn. Ngày 17 và 18 tháng 11 là lúc nhiều tuyển thủ chính thức hết hợp đồng và các đội sẽ đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ từ thời điểm này. Tổng quan đấu trường chân lý mùa 13, hàng loạt tướng độc quyền, cơ chế mới, dị thường. Ngay sau chung kết thế giới đấu trường chân lý, Riot đã nhanh chóng gửi tới cộng đồng thông tin về mùa 13 vốn được mong chờ từ lâu. Mùa 13 sẽ có tên gọi Bước vào Arcane với việc collab với series hoạt hình Arcane như chúng ta đã biết từ trước. Với dàn nhân vật đông đảo từ Arcane thì ta cũng có hàng loạt tướng và tộc hệ độc quyền mới. Đầu tiên, Hóa Chủ là tộc mới của mùa 13, gồm toàn thể các nhân vật từ Arcane như Sevika, Reni, Renata, Silco và nhiều cái tên khác nữa. Hóa Chủ được giới thiệu là một tộc nổ hũ khi cần đánh chuỗi thua để nhận Shimmer và trang bị đặc biệt. Trong đó, Sevika là tướng 5 vàng chủ lực với khả năng gacha giữa một trong 3 kỹ năng, đồng thời có thể nổ hũ jackpot cho vàng. Kế đến là Cảnh Binh, đây là lực lượng cảnh sát của Piltover mà ta đã gặp trên phim, có hiệu ứng khuếch đại sát thương và tăng thêm với các kẻ địch đang bị truy nã. Ta sẽ được gặp các nhân vật quen thuộc là Medi, Step, Loris và tất nhiên không thể thiếu hai chủ lực Vi 4 vàng và Caitlyn 5 vàng với khả năng gọi tàu bay thả bom cực kỳ ấn tượng.
Tiếp theo là dàn tướng Noxus cùng tộc Chinh Phục, gồm Ambessa vừa ra mắt. Về cơ bản, Chinh Phục sẽ cho dương báu khi hạ kẻ địch. Giá trị phần thưởng sẽ tăng với mỗi dương đã mở. Ambessa tuy không cơ động như trong liên minh, nhưng bù lại có thể chuyển đổi giữa hai vũ khí, tăng thêm tầm đánh, sát thương và độ lả lướt. Ngoài ra còn có một số tộc hệ mới như Ánh Lửa, Sứ Giả. Đặc biệt, mùa 13 có cơ chế mới, Dị Thường. Ở vòng 4.6, người chơi được chọn mua một nâng cấp đặc biệt cho tướng, sẽ cho vật phẩm, hiệu ứng hay biến đổi kỹ năng tướng. Có thể roll với một vàng cho đến khi ra được dị thường ưng ý. Tướng đã được mua dị thường sẽ giữ bắp đó luôn, không bị mất khi bán đi. Bạn chỉ cần mua một bản sao tướng mới để có lại bắp này. Đấu trường chân lý mùa 13 còn ra mắt vật phẩm mới, linh thú xuất trần, là linh thú lấy cảm hứng từ tướng gốc trong liên minh, không bị hóa thành chibi. Linh thú xuất trần đầu tiên sẽ là Jinx. Ngoài ra còn có linh thú tí nị thần thoại mới là Caitlyn Chỉ Huy, Echo Ánh Lửa, Vi Arcane và Annie Nổi Loạn. Mùa 13 sẽ chính thức cập bến ngày 20 tháng 11 tới, nên ta cũng không còn phải đợi quá lâu nữa đâu. Vậy bạn nghĩ sao với các thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!